Hello, xin chào cả nhà. Như thông tin dự báo thời tiết thì những ngày nắng nóng kéo dài sẽ còn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên mỗi lần chị nhận được bưu phẩm đều cho các em ấy vào trong tủ lạnh chờ ngày review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thử hai shop slam có chất lượng như thế nào sau một tuần bỏ trong tủ lạnh nhé. Bật mí, những bạn này rất quen thuộc với chúng ta đấy. Cùng xem nào. Hãy comment bên dưới số điểm mà các bạn dành tặng cho những shop đang có mặt ở trên màn hình nha. Shop đầu tiên không xa lạ gì với chị em mình chính là Trang Slammy. Bạn ấy vừa restock sau kỳ ở ẩn dài hơi để tập trung học hành. Shop thứ hai chính là Poker Slam, một shop rất uy tín ở trên Shopee được các bạn review siêu siêu tốt luôn. Đã chơi slam trong của Choang rất nhiều lần nên lần này chị thay đổi bằng cách chơi slam nhũ metallic. Bạn này có một cái màu xanh đen rất là mê hoặc và nhìn y như là đá mắt mèo xanh vậy á cả nhà. Đi cùng với cái sự mờ ám huyền bí này là một cái charm hình đầu lâu xương chéo. Và ở bên trong còn có ngôi sao nè, ông trăng và một số kim tuyến màu xanh lục kết hợp rất là hài hòa với nhau. Bạn slam này được scent mùi Mỹ, hơi chua chua, ngọt ngọt mà cũng béo béo. Chị không biết đây là cái mùi gì nữa, chị sẽ hỏi Choang sau về cái mùi này. Bạn này là một bạn slam trong, đặc, dẻo nha. Đến tay chị thì đã vừa chơi và sau một tuần ở trong tủ lạnh thì vẫn giữ y nguyên được cái độ mềm dẻo của em ấy. Khi tạo bong bóng nghe tiếng kêu rất đã và chị chấm cho em này điểm tuyệt đối luôn. Ngược lại thì chị chưa bao giờ chơi slam trong của Poker Slam nhưng đã đọc được rất nhiều feedback của các bạn về độ uy tín và chất lượng rồi. Nên chị chọn review đầu tiên là một hũ slam trong, bên trong có một chú unicorn rất là xinh. Độ đặc của slam phải nói là cực kỳ vừa tay rồi và trong suốt, bên dưới có một số kim tuyến màu xanh kết hợp với màu hồng nhạt, thêm chú unicorn nữa là hết sảy luôn. Với cái mũi dở tệ trong việc ngửi mùi của chị thì chị đoán đây là mùi nước hoa bởi vì nó thơm lắm nhưng mà chị chưa ngửi thấy mùi này bao giờ. Chị cũng sẽ xác nhận lại với chủ nhân nhé. Đây là một bạn slam trong, đặc, dẻo, được điểm xuyết bên trong là những cái ngôi sao rỗng và những ngôi sao bốn cánh, nhìn cực kỳ lung linh lóng lánh luôn. Thí sinh thứ hai đến từ Trang chính là một bạn slam cực kỳ bóng bởi vì đây là Classy Slam mà. Bạn ấy có cái màu neon cho nên cả nhà nhìn cái tay chị coi. Chán đời kinh khủng, nhìn đã đen rồi nay còn đen hơn nữa. Ôi, bởi vì tên của bạn ấy là slam bóng nên bạn ấy cực kỳ bóng luôn và làm chị nghĩ ngay đến một cục big bubble cực kỳ bự bởi vì nó cái màu hồng này á nó chói chang gì đâu luôn á và có cái mùi chua chua ngọt ngọt của trái cây và cũng béo của kem luôn, không biết đây có phải mùi kem trái cây hay không.
Và thật sự là nó siêu siêu bóng luôn cả nhà, có thể soi gương được luôn. Chỉ bị cái là cái màu neon này chói chang ghê luôn á. Và khi mà tạo bong bóng thì tiếng kêu nó sẽ nghe lách tách, cực kỳ giải stress. Ưu điểm của những bạn slam bóng không có đặc lắm như thế này á sẽ là vỡ bong bóng cực kỳ nhanh, nên khi cả nhà chơi xong bị mờ rồi để chừng một ngày hôm sau là nó lại trở lại bóng ơi là bóng. Bạn slam thứ hai đến từ Poker Slam là một bạn slam ở trong cái hũ siêu siêu bự luôn, chị nghĩ là 300ml. Tuy nhiên do quá trình vận chuyển nó chắc các chú shipper hơi bị mạnh tay nên là nó đã bị mẻ một miếng ở trên nắp rồi. Không sao hết bởi vì bên trong còn có nắp phụ nên là slam vẫn được bảo toàn độ trong suốt của mình. Đây là một bạn slam lại siêu siêu trong nữa rồi. Và đặc nè, dẻo vừa tay chơi, cực kỳ thơm. Bên trong còn có những cái gốm trái tim xinh lắm kìa. Và công nhận lâu rồi mới chơi lại những cái hũ slam bự như thế này thì cảm giác thích tay vô cùng, lại còn được chủ shop tốt bụng tặng kèm thêm hai cái jam nữa chứ. Của Trang tiếp theo là một hũ slam đá bào thì phải. Ừ đúng rồi, đá bào. Và cũng lại là màu neon. Trời ơi, cái tay của tôi không thể thoát được cái kiếp đen thui. Để giải thích cho những bạn chưa biết về loại slam đá bào này, nếu mới coi kênh của chúng ta thì slam đá bào giống như là slam mây nhưng được làm với lại keo trong. Đó chính là ưu điểm và lý do tại sao bạn ấy có cái tiếng xì xì rất to. Không giống như là Cloud Slam Slam May, các bạn Ice Slam này khi mà thả rơi á, thì sẽ không có được đẹp lắm đâu. Tại bởi vì bằng keo trong mà, qua thời gian chắc chắn sẽ làm ướt tuyết. Tuy nhiên chơi các kiểu khác và nghe âm thanh thì cực kỳ đã tai. Bóp cũng thích ơi là thích và nó mềm lắm kìa cả nhà. Bàn thứ ba đến từ Poker Slam là một hũ slam size S khoảng 150ml. Và đây là một bạn slam có cái màu mint, màu bạc hà và đi kèm là những cái cốm sô-cô-la rất xinh. Bên trong còn có 3 viên kẹo M&M nữa. Ôi cái màu slam nó sáng làm tay tôi lại đen thui rồi. Tuy nhiên không sao bởi vì bạn slam này chơi rất đã. Bạn ấy đặc, dẻo và bóng nè cả nhà. Bạn này có một cái mùi bạc hà nhẹ nhẹ làm cho chị em mình nghĩ ngay đến một cái scoop kem kem bạc hà sô-cô-la. Ngon ơi là ngon, bên trên lại còn có trang trí kẹo M&M, nhìn thích mắt quá ha. Và vì độ dày của slam nên khi tạo bong bóng tiếng kêu cũng đục, nghe rất là thích tai luôn.
Trời ơi, công nhận đây là một bản slam chói mắt nhất từ trước đến giờ chị từng thấy, vì nó long lanh lóng lánh ánh kim cương quá trời quá đất, những cái gì ta, kim tuyến trái tim khắp nơi luôn. Kim tuyến nó nhiều đến cái độ mà khi ấn tay xuống chị nghe thấy cái tiếng rào rào luôn đó cả nhà. Và đây là một bản slam mây được mix giữa màu tím nè, màu hồng và màu xanh lá cây. Nó hơi nhạt một chút xíu. Choang làm slam mây khá là tốt bởi vì nó bông nè, xốp và tơi, đi kèm một cái charm hình bánh kem ba màu. À, thì ra là bắt chước làm theo cái bánh kem này đây. Tuy nhiên thì chị nghĩ cái màu trộn lại nó chưa có được đẹp lắm vì nó hơi giống màu của sabuche, hơi nâu nâu đúng không cả nhà? Thanh Thanh, và cũng đến bảng slam cuối cùng của video ngày hôm nay, cũng là bảng slam cuối cùng đến từ Poker Slam. Đây là một bảng slam mây có màu xanh thiên thanh, màu xanh của trời rất là xinh, đựng trong hũ Mỹ nhỏ nhỏ nè. Ở bên tầng trên thì có kèm những cái ngôi sao và cả một cây kẹo mút nữa. Trời, hai thí sinh slam mây ngày hôm nay làm cho chị thật sự bất ngờ. Ở trong tủ lạnh lâu như vậy mà các bạn ấy vẫn tơi, vẫn bông, vẫn xốp và khi thả rơi thì cực kỳ đẹp. À, chắc là chủ shop để kèm những cái ngôi sao là giống như là những ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời vậy đó. Và bạn này cũng có một cái mùi thơm rất là tây luôn. Cả nhà thấy như thế nào về hai shop slam này? Đừng quên chấm điểm cho các bạn ấy qua từng vòng nhé. Các bạn team Choang hay là team Poker Slam, hãy comment xuống bên dưới cho chị biết. Còn bây giờ thì bye bye.